chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu nấu canh chua bắp cải tím. Nguyên liệu của canh chua bắp cải tím gồm có: bắp cải tím 200g, 100g tép, một trái cà chua, một miếng thơm, ngò gai, ngò ôm, ớt trái, hành tím, tỏi, me, đường muối bột ngọt, mỗi thứ 1/2 muỗng cà phê. Trước tiên là mình cho nước nóng vô, mình ngâm me. Tiếp theo là mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối và nước, vào đây mình ngâm. Mình ngâm khoảng 10 phút. Tiếp theo ta đi sắt ớt, thái hành và thái tỏi. Ớt thì mình sắt lát rồi. Và hành thì mình sẽ bào mỏng. Băm hành và tỏi xong rồi, ta bắt đầu đi sắt cà chua và sắt thơm. Mình sẽ sắt thơm trước. Rồi mình đi sắt cà chua. Cà chua thì mình sắt muối cao. Đó, mình có thể sắt to như vậy. Tùy theo mình thích ăn nhỏ thì mình cứ sắt nhỏ. Và mình sắt ngò gai với ngò ôm thì mình có thể sắt khúc như vậy. Nếu mình thích ăn mỏng nhỏ thì mình cứ sắt nhỏ. Tiếp theo ta đi sắt bắp cải tím. Bắp cải này cái miếng nhỏ nhưng mà nó rất là chắc. Bắp cải thì mình có thể sắt như vậy, đó mình sắt như vậy. Nếu không có bắp cải tím thì ta có thể xài bắp cải trắng cũng được. Bắp cải tím thì sẽ đẹp hơn. Rồi mình cắt cái này đi. Cái này là cái cuốn của nó. Tiếp theo là mình đi ngâm bắp cải tím. Bây giờ thì mình cho vô đây nửa muỗng cà phê muối. Và mình sẽ ngâm bắp cải trong khoảng 10 phút rồi mình mới đầu rửa. Bây giờ mình ngâm bắp cải và tép của mình được 10 phút ta bắt đầu đi rửa. Tiếp theo mình đi phi tỏi. Tỏi của mình vàng và ta tắt bếp.
Tiếp theo mình đi phi hành. Ở đây trong này có dầu rồi. Bây giờ dầu nóng là ta cho hành và ta phi. Hành của mình thơm rồi thì mình bỏ tép của mình vào. Rồi mình bỏ hết gia vị vô. Là mình bỏ cà chua với thơm mình xào luôn. Rồi bây giờ mình đổ nước sôi vô. Đó, mình ăn chừng nào mình đổ chừng đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước me vô. Nước me thì tùy theo sở thích của mình. Mình ăn chua thì mình cho vô nhiều, mình ít chua thì cho vô ít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hấp bọt. Bây giờ cái nồi canh của mình sôi được 5 phút rồi, ta cho cải tím vô. Cải tím của mình sôi được 2 phút. Bây giờ mình cho thêm một miếng muối nữa, nó hơi nhạt. Và mình sẽ cho ngò ôm vô. Đây là tỏi phi có dầu. Và mình sẽ tắt bếp. Và mình cho ớt lát vô. Rồi mình cũng cho vô một chút xíu tiêu. Nếu ai không ăn tiêu được thì mình không cho cũng được. Và mình ăn được thì mình cho vô một chút tiêu. Rồi mình chia sẻ thêm là cái chảo của mình dính dầu thì ta dùng miếng khăn mình lau sạch đi. Rồi mình rửa thì nó không có tốn dầu, tốn xà bông và nó lại không có xuống hầm, khỏi nghẹt hầm. Cái chảo của mình láng tưng, mình rửa lại xà bông thì nó không có cái dầu nó không xuống hầm và không có bị nghẹt hầm. Vậy là mình đã nấu xong một tô canh chua bắp cải tím. Để mình để gần cho mọi người nhìn thấy. Bắp cải tím này nếu mà mình muốn ăn cho thịt giòn thì mình thả vô khoảng 1 phút là mình nhắc ra thì nó rất là giòn. Nhưng nếu ai không ăn được giòn thì mình có thể nấu lên khoảng 3 phút 4 phút thôi. Mà mình nấu lên thì nó mất cái màu tím của nó. Còn thả vô thì nó có màu tím rất là đẹp và ngon. Nhưng mà tùy theo người, có người không ăn được giòn và có người ăn được mềm thì ta phải nấu mềm. Bây giờ ta thưởng thức thử.
mình không ăn được giòn cho nên mình phải nấu mềm. Tiếp đây thì mình xin trả lời mấy câu hỏi. Có một cháu hỏi cô rằng: cô ơi, sữa cô gái Hà Lan làm bánh bông lan có được không? Sữa nào làm cũng được hết. Sữa cô gái Hà Lan làm vẫn được. Và có một cháu hỏi rằng: lò nướng cô mua bao nhiêu vậy? Lò nướng cô mua 750. Có loại 900, có loại 750. Nếu loại 900 thì mình bỏ gà vô mình nướng thì nó xoay được. Ví dụ mình bỏ con gà vô mình nướng thì con gà có cái cây ngang này nè, xin con gà vô nướng thì nó xoay xoay con gà được là 900, còn cái loại không xoay con gà được là 750. Loại mình 900 mình lấy lộn, loại mình 900 xin con gà vô nó xoay xoay như vậy, đó là con gà xoay là 900, còn loại mà không xoay con gà được là 750. Và có một cháu hỏi: cô ơi, sao chân châu có cho bột gạo vô được không? Thì theo mọi người làm thì mình không biết, nhưng mình làm thì mình thấy cho bột gạo vô sẽ bị cứng. Chân châu nếu mà mình nhồi bột đó, mà mình nhồi nước sôi, thịt sôi thì nó mềm. Còn nếu mà nước mà sôi mà yếu thì chân châu sẽ bị cứng. Và ta cho bột gạo vô này còn cứng hơn nữa. Ta nhồi chân châu bột lên đun nước thịt là sôi. Mình nhồi thì nó không có cứng và mình đổ nước vô một lần thôi. Mình cứ đổ từ từ vô nước sẽ bị nguội, là sẽ chân châu sẽ bị cứng. Luộc ăn rất cứng, ăn liền thì không sao, mà để khoảng mấy tiếng hồ ăn nó cứng lắm. Và ta nếu ta muốn cho bột pha vô thì ta cho bột nếp, pha bột nếp vô, mình bột nếp mà mình cho vào sau thì nó rất là mềm ngon. Còn ta không nên cho bột gạo ở chân châu sẽ bị cứng. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.